Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục phát hiện ra một cái máy xúc Komatsu PC350-7 nằm cạnh ở một cái bờ sông, cụ thể hơn là một cái bãi cát các bạn ạ. Trong cái dịp mùa mưa bão này thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xung quanh để khám phá một vòng quanh con Komatsu PC350 này nhé. Thì trong màn ảnh nhỏ các bạn đây chính là con Komatsu PC350-7 các bạn ạ. Thì ở đây các bạn có thể thấy không, đây là toàn bộ là một cái bến bờ bãi cát này. Thì các bạn có thể để ý không, đây toàn bộ đây là một cái bãi cát rất là to và nó nằm cạnh một con sông. Thì hiện tại bây giờ là đang trong cái mùa mưa bão các bạn này, đây đang trong mùa mưa bão, nước dâng lên rất là lớn. Ở đây đằng sau đây các bạn, đây là một con đê, đây là con đê quốc gia. Bên kia là một cái đê của các hộ dân khác. Đây, ở trước mặt các bạn bên kia là một cái đê. Thì ở bên đấy thì hôm nay ở đây là mùa này là vào mùa mưa bão đó các bạn này. Toàn bộ đây là mùa mưa bão, nước dâng lên rất là nhanh. Do ảnh hưởng của cơn bão nên là nước ở tất cả các nơi đổ về thì khiến cho mực nước ở đây tăng lên. Mình ở đây là đang ở phần giữa nguồn, không phải đầu nguồn, không phải cuối nguồn, nên nước sông đây dâng lên rất là cao. Con đê bên này thì nước đã cao, nhưng con đê bên kia là do nước thấp hơn nên là nước nó đã gần mấp mé bờ đê rồi các bạn này. Thì sau này nước mà dâng cao hơn nữa thì tất cả cái khu nhà bên kia đều sẽ ngập. Thì hiện tại đây là một cái bãi cát các bạn. Đây là một cái bãi cát cũng rất là rộng. Thì cái bãi cát này đang trong cái quá trình thu dọn, tại vì mưa lũ nó tràn về nhanh quá khiến cho là tất cả mọi công việc ở đây đều bị ngưng trệ. Vật liệu xây dựng thì mùa mưa bão này thì nhất là họ không xây nhà. Thứ hai nữa là cát họ cũng không chạy đi được. Và cái cát ở dưới đây đang ở trên bãi bờ này cũng không chuyển đi kịp vì là mưa to quá. Và bây giờ cũng không ai cần cát. Các bạn có thể thấy không, ở đây rất là xót xa khi mà nhìn thấy cái cảnh mà cát nó bị trôi. Ở đây nước bây giờ nó dâng lên quá lớn, quá nhanh thì không thể là chuyển cát và di rời cát đi đâu được. Đấy, thì đây chắc chắn là bên chủ bãi, bên bến bờ này thì họ cũng sẽ sớm có những cái phương án, có những cái chiến lược để chuyển những cái con ca cái cát này đi. Nhưng mà chưa biết bao giờ các bạn. Ở cái phần ngoài của các bạn kia là những cái thuyền đấy, chính là cái thuyền chở cát và cái thuyền để xúc ở đấy để nó tòi cát sang cái thuyền ngoài kia, cái thuyền chở cát ngoài kia. Ở đây chắc là đang trong thời gian để điều xà lan, hay mình gọi là thuyền, để về đây để có thể xúc cát lên các bạn nhé. Đấy, đây toàn bộ cái khu này đều là cát hết, nó đang bị ngập đây các bạn này. Đấy, đều là cát đang bị ngập rất là nhiều. Đấy, ngập trắng luôn. Ở đây, cái con Komatsu này là cái con mà đậu ở đây, con 350-7 này là đang làm nhiệm, chuẩn bị làm một cái nhiệm vụ đó là dùng gầu gíp có thể xúc lên cái những cái cát để lên ô tô các bạn này. Đấy, xúc cát để chuyển lên ô tô. Nhưng mà hiện tại thì chắc chưa có ô tô và cũng chưa có cái phần người ở đây. Nói chung là mỗi một cái mùa bão xảy ra này tổn hại và thiệt hại rất nhiều kinh tế cho mọi người. Ví dụ cụ thể hơn bây giờ như bến bờ bãi cát như thế này tổn hại rất là nhiều. Đây, bến bờ bãi cát đây các bạn này, ngập hết nước này. Chủ yếu là ngập nước chứ không phải cát nó sẽ trôi hết đi thôi. Đây, giới thiệu sơ qua cho các bạn thì hôm nay mình sẽ không review về con này, mình chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. Con Komatsu PC350 này phiên bản -7. Khác với mọi loại là con bình thường như các con khác ấy, nó sẽ gắn một cái là gắn gầu để đào. Nhưng mà gầu chỉ đi đào thôi. Nhưng mà con này thì đang được sử dụng là cái gầu gíp các bạn này. Đang sử dụng là cái gầu gíp. Cái gầu gíp này nó có tác dụng là mình kẹp cát ấy, mình móp cát ấy, giống như kiểu cái kìm ngoạm ấy. Mình quặp cát này mình cho lên xà lan hay mình cho thuyền, cho ô tô nó giãn lên được. Thì rất nhiều người lái cái dòng Komatsu mà gầu gíp này chưa quen thì chắc chắn sẽ không làm được. Đi ra được. Đấy, rất là không là sẽ không làm được vì cái dòng gầu gắp cát này thì đòi hỏi là khi mình xúc lên ô tô mình sẽ cần phải nhiều kinh nghiệm hơn, tại vì những cái dòng gầu này thì đòi hỏi phải có tay nghề này. Đấy, phải có đòi hỏi phải có tay nghề nhiều, mình giải cát rồi mình xúc các thứ nó chuẩn chỉ hơn. Đây, con Komatsu PC này thì là dòng máy to, rất là tiện cho cái việc là xúc cát lên ô tô này, rồi xúc vật liệu xây dựng và hoặc là chuyển tất cả đi, tại vì máy nó to, gầu nó to, khối lượng công việc rất là lớn các bạn ạ. Đây, tất cả đây là con sông, con đê đang ngập nước này. Đấy, rất là xót xa mùa mưa bão này. Mùa mưa bão thì là cũng không xúc đi đâu được. Rồi cũng không thể là máy móc hoạt động được, tất cả các thứ đây.
máy móc không thể hoạt động được, rất là xót xa đúng không? Vừa máy không hoạt động được mà vừa cát kiếp đều trôi đi. À đây, nhìn sơ qua thì đây con Komatsu này các bạn này. Mình đứng ở đây thì mình nhìn thấy nắp capo đang được dỡ lên. Cái ống turbo của nó bên trên kia thì đã bị ống khói ống xả kia đã bị phục rồi. Đối trọng thì tất cả đối trọng ở đây thì có một logo to, logo Komatsu. Con này xích không sử dụng bản xích chống lầy, xích mỏng. Con PC350 này các bạn có thể ý không? Cái bề ngoài của nó thì nhìn còn rất, còn khá là long lanh. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy các chi tiết phần xích này các bạn này, cầu chân xích các thứ này. Đấy, cầu chân xích các bạn có thể để ý không? Bánh sao, bánh răng, rồi dàn xích, giải xích, rồi những cái phần chắn xích kia để giống giống tuột xích còn rất là mới, rất là xịn sò đúng không? Tại vì những cái dòng máy này ấy, mà làm việc ở bãi cát hầu như là thứ nhất là ít di chuyển, thứ hai nữa là không phải đánh đi bộ xa nhiều nên hầu như là cái phần xích nó không hao mòn, nó chủ yếu là hao mòn về cái sàn gầu, tại vì gầu nó xúc nhiều thì nó sẽ mòn nhiều các bạn ạ. Đấy, nên là phần hầu như là phần đấy không hao mòn. Đây, từ tổng quan từ phía sau đuôi các bạn này. Đây. Đấy, tổng quan phía sau đuôi. Đấy, con Komatsu này các bạn có thể để ý không? Hai bên chân chạy thì là một bên đã mất một cái nắp này, nhưng để lộ ra cái bơm di chuyển kia thì rất là ngon và xịn sò đấy. Hệ thống cầu xích rồi chân chạy rất là xịn sò. Tuy nhiên là ở với phần gầm này thì đã có gì một chỗ chút dầu rồi, thì không biết gì ở đâu. Hệ thống quay toa kia các bạn có thể nhìn thấy không? Đấy, cái mâm kìa, cái dàn gầm đây cũng rất là khô ráo đấy, chứng tỏ con máy này là cũng được bảo quản và chăm sóc rất là tốt đấy, khá là kỹ càng, khá là tốt và đẹp. Vì đơn giản thôi, máy móc mà có chăm sóc tốt thì làm việc nó mới hiệu quả được đấy. Tất cả các hệ thống còn đẹp nguyên bản, mặc dù là máy sử dụng cho bãi cát thì họ sẽ được bảo quản tốt đẹp hơn đấy. Như vậy thì ngày hôm nay mình vô tình phát hiện ra con máy xúc Komatsu PC350-7 nằm cạnh bờ sông trong mùa mưa bão này. Một cái video của mùa mưa bão các bạn này. Đấy, khá xót xa khi mùa mưa bão lên ảnh hưởng rất nhiều kinh tế của mọi người. Vậy thì video của mình ngày hôm nay sẽ được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận nhiều video mới. Kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.